Hôm nay mình trượt scooter. Và scooter của mình màu gì? Xanh trắng và có hình Black Panther. Đó. Còn xe của em có màu gì? Xe của em có màu hồng. Màu hồng tiếng Anh là gì? Pink. Pink. Đó. Em có hình heo. Heo Peppa và búp bê. Hả? Còn xe của anh Bi thì có màu trắng. Màu trắng tiếng Anh là gì? White. White. Màu xanh? Blue. Blue. Chờ đi. Quay xe. Quay về đây nào. Có bạn nào có xe scooter giống bạn Bi không? Bạn Bi trượt rất là điêu luyện rồi. Sao? Bạn sao thì đẩy xe là chính các bạn ạ. Có đèn phát sáng nha. Cả hai xe này đều có nhạc hết đấy nha. Đó. Bạn sao này. Bạn sao sao vậy? Bạn sao trượt đi. Rồi, mạnh lên. Mạnh lên. Trượt mạnh chân lên. Trúng mặt em rồi.